Chiều ngày 14 tháng 12 năm 2021, nhiều công nhân, người lao động đang làm việc tại khu chế xuất Tân Thuận ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã tới điểm làm căn cước công dân lưu động đặt tại trung tâm hoạt động công nhân viên khu chế xuất Tân Thuận để đổi căn cước công dân gắn chip. Hôm nay em đi ca 1, 2 giờ ra ca rồi, rồi ra đây luôn. Dạ, rất là tiện. Chứng minh nhân dân trước của mình là mình phải sắp xếp là phải nghỉ, xin nghỉ việc, rồi chạy về quê, tốn thời gian nữa. Lần này thì tiện hơn, lần này gần ở đây. Khác với anh Tín, mặc dù địa phương nơi ở có tổ chức cấp đổi căn cước công dân có chip, nhưng vì bận công việc nên phải tới khi có điểm lưu động ở gần nơi làm việc, anh Lê Hồng Hà mới tranh thủ đi đổi. Nhưng mà do mình cũng có cái thời gian để mà đi, do vì công việc mình liên tục. Thì có đợt này thì ở trên cái chỗ văn phòng quận 7 có thông báo. Thì thần tiện thì mình đi gãy ngang quá thì mình tiện mình làm luôn, rất là nhanh, thuận lợi cho người dân là được. Tính thủ buổi trưa đó, thì chạy xuống ngồi chờ chút xíu rồi tiếp tục đi làm việc lại. Thì văn phòng gần đấy rồi, cái tiện gãy làm thuận lợi quá. Tại địa điểm này, các công nhân chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân cũ, số hộ khẩu hoặc sổ tạm trú là có thể được hỗ trợ đổi sang căn cước công dân gắn chip. Chương trình mà để mà cấp thẻ căn cước công dân gắn chip của công an quận 7 đối với công nhân công chức chế xuất Tân Thuận thì đây là một cái chương trình rất là thiết thực, hỗ trợ cho công nhân tạo điều kiện thuận lợi để người lao động có thể mà làm thay đổi cái cấp căn cước một cách dễ dàng thuận lợi. Để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, công an quận 7 và khu chế xuất Tân Thuận đã bố trí thành hai khu vực, một khu vực để người ngồi chờ và một khu vực để làm thủ tục cấp đổi căn cước công dân gắn chip. Chúng tôi hỗ trợ những cái mặt bằng, phòng ốc, rồi cùng phối hợp với bên công đoàn các khu sức và công nghiệp, thông tin tuyên truyền rộng rãi đến tất cả các doanh nghiệp, đến người lao động về cái việc cái chương trình của công an 7 gắn chip, rồi phối hợp điều phối người lao động đi ra theo từng cái công ty một cách có cái trật tự để đảm bảo vừa cái thuận lợi và phù hợp với cái giờ giấc sản xuất nhưng mà đồng thời là cũng đảm bảo cái 5K phòng chống dịch. Đặc biệt đối với những công ty có đông công nhân, công an quận 7 trực tiếp đến tận nhà máy để thực hiện việc cấp đổi căn cước công dân. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, hiện việc cấp đổi căn cước công dân gắn chip đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu cấp đổi 30 triệu thẻ. Cùng với 50 triệu thẻ đã cấp giai đoạn 1, đến thời điểm hiện tại của giai đoạn 2, công an toàn quốc đã thu nhận thêm hơn 12 triệu hồ sơ và hướng tới việc toàn bộ công dân đủ điều kiện sẽ được cấp căn cước công dân gắn chip vào đầu năm 2022. Đầu năm 2021, cùng với việc triển khai dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân gắn chip, Bộ Công an đặt ra mục tiêu cấp 50 triệu thẻ và đẩy lên thành cấp độ chiến dịch trên toàn quốc. Do dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, cùng với đó là việc nhập khẩu con chip điện tử bị gián đoạn đã ảnh hưởng đến tiến độ thu nhận hồ sơ công dân tại các địa phương cũng như việc in ấn cấp phát thẻ.